Tập 6, người trong ao hồ. Ôi sao vâng ạ. Đánh giày nó cũng giống đánh răng mà. Đánh sạch một cái là tâm hồn nó thăng hoa. Anh cứ để em lo. Cái gì đấy? Cái thằng đánh giày mà tôi kể với ông ấy, nó lừa tôi mấy lần rồi. Tôi cay thằng này lắm rồi. Để tôi vào tôi đá vòng quanh mặt nó. Sao phải lắm? Bây giờ ấy, ai giải quyết vấn đề bằng chân tay nữa, người ta phải dùng cái đầu, được chưa? Nhưng mà tôi... Cô! Đánh của anh 30 đôi giày. Cái gì ạ? Hả? À này, ơi triển khai nhanh nhanh nhá, anh đang vội lắm ấy, nhá. Vâng, anh đi. Rồi. Để em đánh luôn cho. Sao hôm nay toàn gặp được khách sộp thế này? Ôi. Cảm ơn anh nhá. Vâng, anh cứ ngồi đấy để em đánh nhanh cho. Cô. Có anh xong chưa? Dạ đây ạ. Em đánh giày cho anh xong rồi đấy ạ. Bao tiền anh gửi nhỉ? 600.000 ạ. 600 à? Anh giả lướt. Anh bảo này, dạ, hình như anh quên tiền hay sao ấy. Ai ôi, đau. Anh cứ đùa em. Anh không đùa, anh quên thật. Đây này, bỏ túi áo ra. Đây, quay mông ra đây. Túi nhỏ ở trong này không có. Này, đừng có đùa em nhá. Anh không đùa, anh không mang tiền thật mà. Bao nhiêu công sức em đánh cho anh rồi. Mồ hôi một kia nhễ nhại rồi này, anh giả em tiền đi. À, anh có mỗi cái này. Ai ạ? Đâu? Lấy đâu ra tiền? Anh giả em tiền mặt đi. Anh ơi, anh đừng đùa em nữa. Nhưng mà bây giờ anh không mang tiền mặt, có mỗi cái thẻ biết làm nào bây giờ? Không. Bây giờ như này, thế cứ cho anh cầm giày về đi. Hai ba hôm nữa anh gặp anh giả, được chưa? Anh xin. Không. Nhưng mà em làm gì biết địa chỉ nhà anh? Ở đâu mà em lấy tiền? Trông mặt anh uy tín thế này, anh đi lừa mấy trăm của em, đúng không? Thôi anh xin nhá. Anh. Hả? Anh đưa thẻ đây. Làm gì? Thế này cho uy tín anh ạ. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bye bye. Đây, như thế nào rồi? Thành công rồi. Bạn dùng cách gì? Dùng thẻ. Ui, đúng rồi. Cái thằng đánh giày đấy làm gì có máy quẹt thẻ mà quẹt. Đúng là bạn của tôi. Đã chuyển khoản thành công cho Lâm Bảo Bối 600.000. Như này là thế nào? Thì tôi dùng thẻ bạn mà. Ồ, sao bạn bảo là thành công rồi? Thì quẹt thẻ thành công đây. Thế là mình lại bị nó chơi khăm. Lang thang nó cái kìa. Bàn chân tí nữa nhá, cứ chặn đầu anh bỏ mẹ cho anh. Tội vào đầu anh chịu. Anh okay, okay. Buồn mệt nhoài của em. Ra đây. Buồn không biết. Ai. Xuống. Ôi, anh Mỡ à, các anh đánh giày hả anh? 1, 2, 3. Thế là hôm nay em đánh được 3 đôi giày, tuyệt vời quá, yeah. Này, ngày hôm nay tao không đánh giày nhá. Mà tao đánh mày đấy. Tao hôm nay mà không cho mày no đòn nhá, thì tao không còn là thằng Mỡ này nữa. Anh em, cho nó ăn đòn. Ê, bình tĩnh. Ai ơi. Hey, chúng em chào cậu chủ. Ồ, hóa ra là cậu chủ ạ. Nào dám nạ, nào. Này, cho em hỏi nhá. Đã xem phim Chủ tịch và cái kết chưa? Rồi. Thế thì đừng bao giờ coi thường người khác nhá. Dạ. Hey! Chẳng qua ấy, là bố của tôi bảo tôi là ra ngoài học những bài học của cuộc sống trước khi đi du học Mỹ nhá. Tưởng ăn thằng này mà dễ à? Hey! À, dạ không, em chỉ định mời anh đi ăn thôi ạ. Đi ăn á? Thế thì em sẽ đưa anh đi ăn. Hey! Nhưng mà ăn quá đậm.
nhá. Thế bây giờ để cho đàn em của nhà em đánh hay là anh tự đánh? Dạ, dạ, tự ạ, tự ạ. Hey! Đừng bao giờ khinh thường người khác, rõ chưa? Chưa. Rồi 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 ạ, rồi ạ, rồi. Hey! Dạ, em cảm ơn đại ca. Hôm nay cho em mượn anh em và xe pháo để dằn mặt cái tên mỡ đấy. Chứ nếu không, nó đánh em chết anh ạ. Không phải lúc nào anh cũng có mặt để giúp chú đâu. Mà anh nghĩ chú nên sang thành phố khác đi. Chú mà còn ở đây, gặp lại cái thằng mỡ đấy, rắc rối to đấy. Em cảm ơn anh. Em xin phép, em đi ạ. Hey! Anh không giúp không công bao giờ đâu. Ôi anh ơi, nhưng mà em lấy gì để báo đáp anh bây giờ? Em làm gì còn cái gì đâu ạ? Thì đưa mấy gói kẹo Messi hôm trước đây. À, kẹo gì mà bọn trẻ con nhà anh nó mê lắm, nhưng mà nó hỏi mãi không thấy đâu. Ê, cái đấy thì em có. Đây 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 đây, điện đây. Em có 2 giây để em tặng cho các cháu ạ. Dạ. Đây ạ. Dạ. Không phải cách sáo đâu. Vẫn như lần trước. Dạ, đây ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Em xin phép. Em đi. Hey! Hey! Mặt trời hồng rực rỡ, gió lùa tóc em bay, nắm cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày. 4 năm 1 tháng rồi đấy, mình vẫn chưa ngủ. Bà ngủ trước đi. Ông ngủ trước đi. Ngủ sao được. Nhưng mà thôi, chúng mình ngủ đi không chịu được. Ừ, ngủ nhé. Gạch mẹ lúc nào thật là ấm áp. Tôi biết ngay mà. Thằng khốn nạn, mày cút đi. Mày không đi, thầy ô chết cho mày xem. Con đi. Đi đi. Hết tập 6.